Lễ tang nhạc sĩ Xuân Phương, vợ con nghẹn ngào, Hồ Quỳnh Hương, Tam Ca 3A, Tuấn Hưng khóc tiễn biệt. Nhiều nghệ sĩ cùng đồng nghiệp, người thân nhạc sĩ Xuân Phương đã rơi nước mắt khi nói lời tiễn biệt với tác giả mong ước kỷ niệm xưa. Trưa ngày 1 tháng 12, trong cơn mưa tầm tã, lễ tang của nhạc sĩ Xuân Phương đã được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trước đó, thông tin tác giả ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng tiếc thương. Sau lễ truy điệu, cố nhạc sĩ được an táng tại nghĩa trang Thiến Đức Vĩnh, Hàng Viên, Phú Lộc, Phú Ninh, Phú Thọ. Một số người quen chia sẻ, nhạc sĩ Xuân Phương phát hiện bệnh từ hồi tháng 4, khoảng 2 tháng trước khi anh nhập viện điều trị, lúc đó đã tụt gần 20kg. Đến tham dự tang lễ trưa 1 tháng 2 có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ thân thiết từng có dịp cộng tác với nhạc sĩ Xuân Phương lúc sinh thời, Diva Thanh Lam, ca sĩ Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân, MC Anh Tuấn, nhóm Tam Ca 3A, guitarist Trần Tuấn Hùng, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng cũng có mặt để nói lời tiễn biệt lần cuối với người nhạc sĩ tài hoa. Diva Thanh Lam cho biết cô vô cùng quý mến nhạc sĩ Xuân Phương vì sự hiền lành, tài năng. Trước tang lễ một ngày, nữ ca sĩ cũng đã ôn lại giai điệu mẫu ước kỷ niệm xưa với tiếng đàn. Trước tang lễ một ngày, nữ ca sĩ cũng đã ôn lại giai điệu mẫu ước kỷ niệm xưa với tiếng đệm đàn của Độ Bạo để tưởng niệm cố nhạc sĩ Xuân Phương. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mang vòng hoa đến viếng tang lễ, thắp nhang tiễn biệt đàn anh trong nghề. Ca sĩ Tuấn Hưng cũng có mặt tại tang lễ. MC Anh Tuấn không giấu nổi sự xúc động khi nhìn mặt tác giả mong ước kỷ niệm xưa lần cuối. Nhóm nhạc Tam Ca 3A có mặt đông đủ tại lễ tang để tiễn nhạc sĩ Xuân Phương đoạn đường cuối. Nhờ được cố nhạc sĩ giao thể hiện mong ước kỷ niệm xưa, Tam Ca 3A cũng như từng thành viên Ngọc Anh, Minh Ánh đã được hàng triệu khán giả biết đến. Trước lúc tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương, chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Minh Quân nghẹn ngào. Có thể nói nhạc sĩ Xuân Phương là ân nhân lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của tôi, anh chia sẻ. Tôi nghĩ đến kỷ niệm những ngày đầu được gặp gỡ anh, được anh giới thiệu cho đi diễn, được anh dạy dỗ. Kỷ niệm lớn nhất chắc có lẽ là lần anh đưa cho tôi bài hát Nếu Phải Xa Nhau. Ca khúc đó sau này cũng gắn liền với tên tuổi của tôi, Minh Quân nói thêm. Thay mặt gia đình, con trai nhạc sĩ nói lời cảm ơn trong nước mắt. Bố ra đi mãi mãi trong những ngày đầu đông, khi cái lạnh còn chưa kịp về thì cõi lòng của tất cả mọi người trong đại gia đình đã tái tê. Nước mắt không thể làm vơi nỗi buồn mà chỉ làm tăng thêm niềm tiếc thương khôn cùng. Giây phút này mẹ và chúng con không thể cầm lòng được, bố lâm trọng bệnh quá bất ngờ và cũng ra đi quá đột ngột, để lại bao hoài bão, khát khao còn đáng ấp ủ. Vì điều kiện cách trở xa xôi, con không thể về trước khi bố đi xa, nhưng tình yêu thương bao la bố dành cho mẹ và chúng con sẽ mãi trong tâm khảm của cả nhà, để gia đình ta vững bước trên con đường còn dài phía trước. Giống như lời ca bố viết ở tuổi 23, nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Mẹ và chúng con chỉ ước thời gian quay trở lại, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi để gia đình được đoàn tụ một lần nữa, nhưng đó chỉ mãi là ước mơ. Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 tại Hưng Yên, từ nhỏ anh đã được học nhạc. Năm 1988, nhạc sĩ Xuân Phương tốt nghiệp đại học. Từ năm 2000, anh là giảng viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tức Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ngày nay. Sau này, anh còn học lên cao học và nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa Dân gian. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Xuân Phương ghi dấu với khán giả bởi loạt ca khúc nhạc phim đình đám như Mong ước kỷ niệm xưa, phim Xin hãy tin em, Lời ru cho con, phim Của đệ dành, Lời chưa nói, phim Phía trước là bầu trời, Nếu phải xa nhau, phim Sóng ngầm.